Xin chào quý vị các bạn nha. Quay trở lại một video hướng dẫn về xe cho tới quý vị các bạn, tới những khách hàng mà mới sử dụng xe, đặc biệt là khách hàng nữ. Đấy, đặc biệt là khách hàng nữ nha. Thì cũng xin lỗi những khách hàng nữ mà đã giành xe rồi, cũng biết rồi. Tuy nhiên thì nhiều khách hàng nữ trong quá trình sử dụng mua xe thì tôi biết là cũng ít biết nhiều về xe, ít biết nhiều về những cái sử dụng trên các phím rồi là trên màn hình hay như nào đó. Thì tôi hôm nay cũng kết hợp và hướng dẫn cho một khách hàng, thì tôi cũng quay lại một cái video này làm tư liệu cho tất cả những khách hàng nào ai cần nhé. Thì đầu tiên bây giờ hôm nay sẽ là tiếp tục là hướng dẫn quý vị các bạn là sử dụng cái màn hình Tableau, đó là màn hình đằng sau vô lăng đây. Đầu tiên sẽ là hướng dẫn đơn giản thôi, đó là cái việc mình vào xem cái màn hình Tableau này nó bao gồm những cái phần cánh công cụ gì, nó có những cái phần gì thì rất là đơn giản nhé. Ấn vào phần ngôi nhà này, đó. Cái phần nó có cái ký hiệu ngôi nhà này, đây là cái nút cảm ứng này. Đấy. Thế thì ở đây nó có rất nhiều thứ, đó là phần bảo dưỡng này, hỗ trợ này, hành trình này, định vị này, radio này, media tức là nghe nhạc, giải trí này, điện thoại này, các kiểu hiển thị màn hình này. Đó thì mình chỉ cần vuốt lên như này thôi. Vuốt vuốt này, mình thích vào cái thanh công cụ là nó giống như cái điện thoại của mình ấy, mới vào phần trang chủ ấy, rồi gọi là cái phần ngoài màn hình ấy. Thì bây giờ nhá, thì ví dụ như là tôi để cái, thích cái kiểu màn hình nó thay đổi một tí đi. Ví dụ ở đây nó có ba cái kiểu màn hình: cấp tiến, truyền thống và thể thao. Đấy, thao tác cực kỳ đơn giản, để tôi chuyển sang thể thao. Đấy, cho nó phấn khích hơn, nhìn trong đó có nhiều cái chi tiết mà ấn tượng hơn. Đấy, đấy là một cái đầu tiên, ấn nút trở về như cái điện thoại thôi, ấn nút trở về này. Rồi thì bây giờ tiếp theo nữa là có rất nhiều khách hàng mà hay là hỏi là để muốn xem km chạy như thế nào, đã được đi bao nhiêu km rồi, vân vân và vân vân. Thế thì mình cũng sẽ vào cái phần hành trình nhá. Đây, chạy này, chạy đến vào phần hành trình và ấn cái nút này, đen này, ấn này. Đấy, thế thì cái phần mà mình kiểm tra cái số 12 dưới này, đấy là đã đi, xe này đã đi được 12 km nhé. Ví dụ như xe quý vị các bạn mà kiểm tra để mà thay dầu, thay mỡ chẳng hạn, thay dầu thì là sẽ nhìn ở đây. Đó, xe mệt thì 8.000 cây thì chúng ta sẽ thay dầu một lần đầu. Đó, các cái lần tiếp theo cũng như vậy. Ở đây đấy, thì mình kiểm tra như vậy. Còn không thì nếu kiểm tra xong mà mình không cần nữa thì mình chỉ cần thao tác đơn giản thôi, miết này. Đó, thì nó ra rất nhiều những cái dữ liệu khác, ví dụ như là tính toán của lượng xăng hiện tại giờ đang tạm tính đi được khoảng 323 km nữa. Đấy, khoảng nửa bình. Đấy, để mình theo dõi. Rồi cái này thì bỏ qua đi. Cái này cũng thế, thì là từ lúc xe khởi động này, đấy, nó cũng tính toán mình này, rất nhiều thứ nhá. Mình cứ vuốt xuống từ lúc reset này, đấy, nó được bao nhiêu giờ rồi là đi được bao nhiêu km. Ví dụ mình thuê, cho thuê xe, cho mượn xe, mình có thể mình sẽ dựa ở đây thì mình xem được xe chạy như thế nào. Còn đây đặc biệt là cái phần này, để cái số km để chạy này, để phần giữa màn hình này, nó to này, thì mình chúng ta đi sẽ quan sát vào đây thì nó sẽ dễ nhìn hơn, sướng hơn, sướng mắt hơn, thay vì mình nhìn vào các cái phần ở trên đây nó rất là nhỏ. Mình nhìn ở đây thì cái thao tác thì nó sẽ đảm bảo về mắt mình nhìn nó thoải mái hơn. Thì tôi đi tôi hay để cái thể hiện km chạy thì nó sẽ nằm ở giữa này, to như này. Cái thao tác này tôi làm lại nhé cho quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đơn giản này. Đấy, biết lên biết xuống khi nào đến cái phần nào mình thích thì mình để lại. Đấy, đến là phần này thì tôi đã phần này, miết là miết bằng cảm ứng chứ không phải miết bằng cơ, miết nhẹ nhẹ bằng ngón tay này thôi. Đấy, nhiều khách hàng mới mua xe nhiều khi cái thao tác chưa quen thôi. Đây là hướng dẫn, là hướng dẫn cho những khách hàng mới hoặc những khách hàng chưa biết nha. Những khách hàng nào biết rồi thì thông cảm, tôi giới thiệu một cái cơ bản nhất thôi. Đấy, tức là mình sẽ vần vào cái phần ngôi nhà này để mình vào các cái phần mình cần thiết. Đấy, cái phần đó thì vào phần hành trình nhá. Đó, ngoài ra thì ví dụ như phần bảo dưỡng này, bảo dưỡng thì nó có rất nhiều các thông số khác nhau, dung dịch làm mát này, mức dầu động cơ, cái này mình kiểm tra thôi. Còn thật ra thì xe thì của mẹ thì nó rất là thông minh,
có vấn đề xảy ra thì nữa, hay là có những cái mà thiếu gì hay là lỗi lầm gì thì nó sẽ thể hiện hết trên màn hình Tableau này. Cái màu vàng hoặc màu đỏ thì chúng ta sẽ phát hiện được và gọi cho hotline cho công ty để anh em dịch vụ sẽ kiểm tra. Đấy. Rồi. Đấy. Radio. Đấy, mình có thể trực số tiếp vào đây Isumi luôn. Hiru to motte imasu. Dây truyền thông nhân dân Tây Nguyên. Trước khi nói lời tạm biệt, xin cảm ơn nghệ sĩ Hoàng Công Danh, nguyên giám đốc Phan Xuân Vũ, nghệ sĩ Vâng. Hồng Ali Việt chỉ với chúng tôi Cái phần màn và hình xin chúc Tableau mừng ấy là những Xuân Bắc hành động cũng đằng hướng sau dẫn một ngày một phát triển những cái thứ mà nó của cơ ngành bản công nghệ nhất, đầu đàn cực của kỳ cơ cơ bản bản để trên dành cho vùng những đất khách Tây hàng Nguyên mới và Tây những Nguyên. khách hàng mà chưa Và biết kết thúc nhiều. chương trình, Đấy toàn thì thể video nhân ngày hôm dân nay Tây cũng Nguyên đơn và giản vậy đoàn thôi. đại biểu Xin Bộ kính Công chúc an quý khách chương trình hàng công cộng sử dụng chiếc và tổ xe chức của mình một cách lễ ưu đón việt nhất nhân nhá. dân Video ngày hôm Tây nay Nguyên. kết thúc tại đây. Rất là mong quý vị và các bạn ai có thấy video hữu ích thì cho em Xuân Bắc một subscribe nhá, đăng ký kênh nhá. Và like là hoặc là như nào đây cần hướng dẫn gì thì comment tại dưới video thì em sẽ hướng dẫn tất cả những cái gì mà quý khách hàng cần và mong muốn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.